Thưa quý vị và các bạn, trải qua những thăng trầm, làng nghề làm nước mắm Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã vực lại sau nguy cơ bị thất truyền và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một nét văn hóa độc đáo của người dân xứ Quảng. Sinh ra và lớn lên cùng vị mặn mòi từ biển, chị Tâm hiểu và cảm nhận được những giá trị cốt lõi từ nghề mắm truyền thống nơi vùng biển này. Dù tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, được nhận vào làm tại một công ty nước ngoài với mức thu nhập cao, thế nhưng chị Tâm lựa chọn tiếp nối truyền thống gia đình. Nước mắm truyền thống thực ra nó là một cái giá trị về của con người, của những cái thế hệ trước, của cả một vùng đất. Mọi người nghiên cứu cách làm sao để cái chai mắm của mình nó ngon hơn, nó đặc trưng hơn. Thì nó cũng là có thể gọi nó là một cái giá trị của cả một cái vùng. Nước mắm Tam Thanh được làm bằng cá cơm trên vùng biển Quảng Nam. Sau khi đánh bắt ở biển về, cá được đưa vào vại muối, sau đó trải qua những kỹ thuật riêng, nên nước mắm Tam Thanh có hương vị đặc trưng truyền thống, thơm ngon, trở thành đặc sản nước tiếng của xứ Quảng. Mình làm toàn bộ các cây cũng không thôi. Đó, do cái rồi mình về mình ủ theo cái tỷ lệ là ha có muối. Sau 12 tháng thì mình đem ra mình gọn lạc theo cái phương pháp cổ truyền của ông bà mình. Cũng như nhiều làng nghề truyền thống khác, làng nước mắm truyền thống Tam Thanh từng trải qua những thời điểm khó khăn khi phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều loại nước chấm công nghiệp. Thế nhưng bằng sự hỗ trợ của địa phương, đặc biệt là chính những người dân nơi đây, nghề làm nước mắm ở Tam Thanh đã được hồi sinh với khoảng 40 cơ sở theo quy mô hộ gia đình và hợp tác xã. Ngành công thương phối hợp với ngành nông nghiệp là hỗ trợ thêm, là đem cái sản phẩm đó đi xúc tiến và thành cái làng du lịch cộng đồng tại các cái khu làng chài. Nhờ hồi sinh làng nghề nước mắm truyền thống, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, có nguồn thu nhập ổn định. Trong ngôi làng Bích Họa bên bờ sóng, những người dân làm nghề nước mắm Tam Thanh đang góp phần lưu giữ và phát huy giá trị nghề truyền thống của địa phương.